lại có mười ngàn ca lâu la vương mãnh lực trì vương làm thượng thủ hóa làm thân hình ngoại đạo đồng tử ở trong hư không sướng lên nói như vậy thiện nam tử khi vị bà la môn này dùng năm thứ lửa đốt thân thì ánh sáng lửa đó chiếu đến cung điện chúng tôi tất cả đều chấn động thảy đều sợ hãi cho nên chúng tôi đi đến chỗ bà la môn này bấy giờ vị bà la môn này liền vì chúng tôi thuyết pháp khiến cho chúng tôi tu tập đại từ tán thán đại bi qua được biển sinh tử ở trong bùn dục lạc cứu giúp chúng sinh khen ngợi bồ đề tâm khởi trí phương tiện tùy sự thích nghi của họ mà điều phục chúng sinh, lại có 10 ngàn khẩn Na La vương ở trong hư không sướng lên nói như vậy. Thiện nam tử khi vị bà la môn này dùng năm thứ lửa đốt thân thì cung điện của chúng tôi ở các cây đa la, các lưới linh báu, các giải lụa báu, các cây âm nhạc, các cây báu đẹp cùng với các nhạc khí tự nhiên vang lên tiếng Phật, tiếng Pháp và tiếng Bồ Tát Tăng bất thối chuyển, tiếng nguyện cầu vô thượng Bồ Đề ở phương nào nước nào có vị Bồ Tát nào phát tâm Bồ Đề, ở phương nào nước nào có vị Bồ Tát nào tu hành khổ hạnh, khó xả mà xả được cho đến thanh tịnh hạnh nhất thiết trí, ở phương nào nước nào có vị Bồ Tát nào đi đến đạo tràng cho đến phương nào nước nào có đức Như Lai nào đã làm Phật sự rồi mà vào Niết bàn thiện nam tử giả sử có người dùng tất cả cỏ cây cõi diêm phù đề nghiền nát thành bụi những hạt bụi đó có thể biết được bờ mé trong cung điện chúng tôi cây bảo đa la cho đến nhà khí tên bồ tát danh hiệu như lai sự phát đại nguyện sự tu hành vân vân vừa nói ở trên không cách chi có thể biết được bờ mé thiện nam tử chúng tôi nhỏ nghe được tiếng phật tiếng pháp tiếng bồ tát tăng mà sinh tâm hoan hỷ đi đến chỗ bà bà la môn này bấy giờ vị bà la môn này vì chúng tôi thuyết pháp khiến cho chúng tôi và vô lượng chúng sinh khác được bất thối chuyển nơi a nậu đa la tam miệu tam bồ đề